quý vị trở lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm, là phần bảo trợ của một nhóm học viên Pháp Luân Công tại Orange County. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một pháp môn khí công thượng thừa, tu luyện cả thân lẫn tâm với ba tiêu chuẩn chân thiện nhẫn, đó là Pháp Luân Đại Pháp hoặc là Pháp Luân Công. Phương Thanh mời quý vị vào website phaluandafa.org để có thể biết thêm nhiều chi tiết hơn về pháp môn này. Và quý vị cũng có thể bấm YouTube với chủ đề những người tu luyện Pháp Luân Công đã được kết quả thế nào về thân lẫn tâm của họ. Và nếu còn thắc mắc gì nữa, xin quý vị gọi cho Andy số điện thoại 714-401-7373, 714-401-7373. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Và Phương Thanh mời quý vị nghe một bài bình luận của nhận định của tác giả Thủy Tiên với chủ đề Không chỉ Ukraine, một cuộc xâm lược thầm lặng và đẫm máu đang xảy ra tại Mỹ. Truyền thông Mỹ sôi sục với các nạn nhân của Ukraine, mải mê lên án Nga và Putin, vân vân. Các thông tin bạo lực chiến tranh đẫm máu ở nơi này đã nhấn chìm các vụ xả súng ngày một dày đặc đang diễn ra trên đất nước tự do nhất trên thế giới. Không chỉ người dân Ukraine, người Mỹ đang chịu đựng một cuộc xâm lược thầm lặng và tàn bạo như thế. Chỉ có điều cuộc xâm lược ấy không khởi nguồn từ Putin mà thôi. Bốn sự kiện xả súng hàng loạt đã làm rung chuyển nước Mỹ vào cuối tuần lễ phục sinh này. Với bạo lực đấu súng xảy ra ở Pittsburgh, Portland, Oregon và hai địa điểm ở Nam Carolina. Những sự việc này xảy ra sau vụ xả súng hàng loạt ở New York khiến 10 người bị thương sau khi một người đàn ông nổ súng vào một đoàn tàu điện ngầm đông đúc. Một tuần trước đấy, vào ngày 3 tháng 4, các vụ nổ súng đã nổ trên đường phố Sacramento, California khiến 12 người chết và 6 người bị thương. Bốn sự kiện xả súng hàng loạt này xảy ra trong một ngày cuối tuần diễn ra sự hội tụ của ba ngày lễ tôn giáo quan trọng, lễ phục sinh, lễ Ramanda và lễ vượt qua. Cuộc chiến Ukraine khiến người Mỹ quên mất số lượng nạn nhân gia tăng trên khắp nước. Nhiều người Mỹ đã chết trong các cuộc xả súng trong thập niên qua, khoảng 200.000 nạn nhân, lớn hơn nhiều so với những người Ukraine đã chết trong cuộc chiến của họ, chỉ có 13.000 nạn nhân theo số liệu gần đây. Các thành phố của Mỹ đang bắt đầu giống với những lớp vỏ của nền văn minh bị ném bom mà chúng ta thấy ở Mariupol và Kharkiv. Sự khác biệt là mọi người đều chú ý đến sự tàn phá ở Ukraine, nhưng ít người hiểu được mức độ tội phạm bạo lực ở Mỹ. Nếu phương tiện truyền thông đưa tin trung thực và tương xứng, người Mỹ sẽ yêu cầu thay đổi. Hoa Kỳ đã bị xâm lược bởi một đội quân còn tồi tệ hơn đội quân Nga, không giống như những lính nghĩa vụ dũng cảm tạo nên những lực lượng Nga đó. Những kẻ côn đồ đang lang thang trên đất Mỹ là những kẻ không hối hận. Trái lại, họ thích giết người vì nó làm tăng cảm giác quyền lực của họ, đặc biệt là quyền lực của họ đối với người da trắng, và đặc biệt là các sĩ quan cảnh sát da trắng, mặc dù nạn nhân da đen hầu như không được miễn trừ. Họ gầy, cơ bắp và rắn giỏi trên đường phố, và họ không sợ bị bắt vì ở hầu hết các nơi không có hình phạt thực sự cho các tội phổ biến như trộm xe hơi hoặc đột nhập nhà, và cũng không có hình phạt nào đối với tội phạm bạo lực. Quân đội Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga ở nhiều khu vực. Nếu người Ukraine được trang bị vũ khí hợp lý, họ có thể đã quay lưng lại với người Nga ngay từ đầu và cứu đất nước quá nhiều đau khổ và tàn phá của họ. Còn người Mỹ thậm chí không nhận ra mình đã bị xâm lược, hoặc người Mỹ từ chối thừa nhận điều đó. Không phải là cần thức tỉnh khi nói rằng nam da đen trẻ tuổi phạm tội giết người với tỷ lệ gấp 18 lần dân số nói chung. Đúng như vậy, không cần phải thức tỉnh. Không cần phải là thức tỉnh để nói rằng số người da trắng bị người da đen sát hại nhiều gấp đôi so với người da trắng bị người da trắng giết. Không phải là thức tỉnh để chỉ ra rằng 1/4 đàn ông da đen kết thúc sự nghiệp trong hệ thống tư pháp hình sự như Bernie Sanders đã nói. Nhập cư hay cuộc xâm lăng của bạo lực. Thật ớn lạnh khi chứng kiến số lượng người chết đều, lãnh thổ bị xâm chiếm, các vụ hành quyết và hãm hiếp, nỗi sợ hãi và sự rút chạy. Nó đặc biệt gây sốc bởi vì nước Mỹ đã có hòa bình quá lâu, nhưng bây giờ người Mỹ thấy cái ác có thể sẽ xuất hiện ở mọi nơi. Những người di cư, chủ yếu là dân nói tiếng Tây Ban Nha, đang vào Mỹ với tốc độ ít nhất 2 triệu người mỗi năm hoặc 20 triệu trong thập niên tới, và cùng với họ là hàng trăm nghìn thành viên băng đảng bạo lực. Trong khi đó, các băng nhóm trong nước Mỹ đang lan rộng ra các khu vực ngoại ô giàu có, xâm nhập vào các khu mua sắm cao cấp và trộm cắp từ các cửa hàng và cá nhân, thường là bằng súng, và gây ra hậu quả chết người.
Nạn nhân nhiều nhất của cuộc xâm lược này là người da đen và người gốc Tây Ban Nha bị những thanh niên trẻ thuộc chủng tộc của họ tấn công. Đây là những người đàn ông và phụ nữ bị lãng quên trong xã hội Mỹ. Và đây là chủ đề mà tin tức chính thống sẽ không đưa tin vì những kẻ giết người chủ yếu là người da đen và gốc Tây Ban Nha. Chỉ trong năm 2020, năm của các cuộc biểu tình đánh bại cảnh sát, những vụ giết người da đen đã tăng vọt 32% và chúng vẫn đang tiếp tục. Tiếp đến là vấn đề bùng nổ, làn sóng tội phạm. Nước Mỹ đang chứng kiến sự bùng nổ về số lượng các vụ cướp xe và trộm xe, cùng với các vụ giết người, đột nhập vào nhà, hãm hiếp, hành hung và các tội ác bạo lực khác. Không chỉ ở các thành phố của nước Mỹ mà còn ở các khu vực ngoại ô nữa. Và các cơ quan chức năng không thể hoặc sẽ không làm bất cứ điều gì để ngăn chặn nó. Luôn luôn có tội phạm bạo lực ở Chicago, dường như có một làn sóng tội phạm và nó bao gồm cả việc sát hại trẻ em, cảnh sát và người già. Các nhà chức trách lúng túng về nguyên nhân gốc rễ, nhưng công tác xã hội sẽ không làm giảm con số này. Hoa Kỳ đang có chiến tranh, và chiến tranh đòi hỏi phải sử dụng vũ lực. Các thủ phạm phần lớn giống nhau ở mọi địa phương là thanh niên da đen và gốc Tây Ban Nha, được trang bị vũ khí nặng và không có lương tâm hay chuẩn mực đạo đức rõ ràng. Họ săn lùng kẻ yếu và lấy những thứ họ muốn, dường như là tiền bạc, tình dục, ma túy và một loại quý phái đường phố nào đó mà họ nhầm với địa vị. Những kẻ côn đồ này hiện kiểm soát đường phố, ngay cả ở nhiều thành phố nhỏ hơn. Các thị trưởng như Lori Lightfoot dường như đã bỏ cuộc, họ cố gắng thay đổi chủ đề và bỏ qua vấn đề này. Các quan chức của Mỹ đang phớt lờ sự thật rằng nước Mỹ đã bị một đội quân hùng mạnh xâm lược bởi những người trẻ tuổi có hoàn cảnh và bản chất giống nhau. Những thành viên băng đảng tàn nhẫn và những kẻ tái phạm tội với hình xăm giọt nước giống nhau biểu thị họ đã phạm tội giết người cùng một cái nhìn lạnh lùng, kiêu kỳ, cùng một sự vênh váo thù địch và bài phát biểu độc đoán. Họ có một điểm tương đồng là một dạng ít những trẻ nhỏ bỏ học, ăn cắp hoặc bán ma túy. Nhưng theo một con số ước tính, họ chiếm nhiều nhất 1/4 dân số da đen và một tỷ lệ nhỏ hơn là người gốc Tây Ban Nha. Những tên tội phạm này đã trở nên quen thuộc đến mức ngay cả một số người da trắng thuộc tầng lớp trung lưu thông qua văn hóa đại chúng và nhạc rap đã nhầm họ với những anh hùng kiểu Robin Hood. Họ là bất cứ thứ gì ngoại trừ anh hùng. Họ gây ra đau khổ và chết chóc cho mọi người xung quanh. Giống như những con sư tử bị giam đói được thả vào đấu trường La Mã, chúng chỉ tồn tại để giết người và săn những kẻ yếu đuối. Nước Mỹ cần chiến thuật phản kháng. Người ta không đánh bại kẻ thù bằng cách cho phép họ giết người, trộm cắp và hãm hiếp mà không có sự phản kháng. Cách duy nhất là nhận ra rằng Hoa Kỳ đã bị xâm lược và đang có chiến tranh. Chiến tranh đòi hỏi cách suy nghĩ và chiến thuật, chiến lược riêng. Hiện tại, cảnh sát bắt giữ tội phạm, một số ít trong đó vì 54% tội phạm bạo lực được báo cáo và hơn 75% tổng số chưa được giải quyết. Cảnh sát buộc tội họ với mức độ nhẹ hơn, thả họ ở nhiều nơi mà không cần bảo lãnh và nhìn họ quay trở ra ngay để phạm tội. Đó là chiến lược sai lầm cho tình trạng chiến tranh. Nhưng đó là chiến lược của cả một đảng phái chính trị ở Mỹ. Đảng phái đã đắc cử và đang quản lý đất nước này theo triết lý ưu ái tội phạm, thu hẹp và giảm tài trợ cho lực lượng cảnh sát. Có lẽ đó là sự lựa chọn của cử tri Mỹ, nhưng lựa chọn nào cũng có thể lựa chọn lại. Điều quan trọng là cả nước Mỹ cần nghiêm chỉnh nhìn nhận vào thực trạng này. Nước Mỹ đang bị tấn công và tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Cách duy nhất để đánh bại một đội quân xâm lược là cần lực lượng cảnh sát lớn hơn, một chính sách nghiêm khắc hơn với tội phạm và người nhập cư. Hoa Kỳ cần cung cấp lực lượng đó để người dân có thể sống an toàn một lần nữa. Đây là bài viết của Thủy Tiên. Bài nhận định, bình luận của Thủy Tiên, nguồn NTD. Và thưa quý vị, đây là thật sự người Mỹ đang bị ru ngủ. Họ không chấp nhận những sự thật mà họ không nghĩ. Tự nhiên lúc nào họ cũng có một cái niềm tự hào là nước Mỹ là một nước văn minh nhất, nhân bản nhất, cái gì cũng nhất. Và họ tin tưởng vào những cái sự điều hành đất nước của từ xưa đến bây giờ. Nước Mỹ vẫn là làm gương cho tất cả các nước trên thế giới, là một sự gọi là ao ước của tất cả người dân trên thế giới đều muốn đến Mỹ để hưởng, gọi là họ là gọi là nước Mỹ là thiên đường của hạ giới. Nhưng mà đến bây giờ thì sao? Chúng ta chỉ mới cách đây có hơn một năm thôi, chúng ta bây giờ bàng hoàng khi mà mình nghĩ tới những cái
mỗi một lần mà có được bản tin hoặc là mỗi một ngày chúng ta đều mong đợi những cái tin tức nó khách quan, nó gọi là nó tốt đẹp hơn, nó có vẻ mang lại cho người ta nhiều cái hy vọng hơn, đều không có. Tin nào cũng đều là mình coi tin để cho biết, chẳng lẽ mình mù tịt không biết gì về nước Mỹ mỗi ngày mà chúng ta coi tin xong thì lại thở dài thườn thượt không biết phải nói sao. Hơn 300 triệu dân của Mỹ với một cái hiến pháp, thực sự hiến pháp của nước Mỹ là một bộ hiến pháp phải nói là từ trước bây giờ mình không có gì để có thể phê bình hay là gì hết, nhưng mà bây giờ tại sao họ bẻ cong, họ lợi dụng hiến pháp một cách rồi họ làm nhiều cái nó trắng trợn quá. Mà nói thật ra mình nói một cách gọi là đau lòng mà nói là họ ngồi xổm trên hiến pháp rồi, cho nên tất cả mọi chuyện, thử hỏi nước Mỹ có bao giờ mà lại có cái chuyện mà các trẻ em mà lại thiếu sữa hay không, mà bây giờ tình trạng thiếu sữa đã không được giải quyết cho các trẻ em mà lại còn đem những cái sữa đó đi để dành riêng để cất giấu cho di dân lậu. Thì thử hỏi quý vị, những người mà ủng hộ bầu cho Biden, ủng hộ cho dân chủ, ủng hộ cho Biden, họ nghĩ sao? Trong khi những người dân bản xứ ở đây, bố mẹ đi làm đóng thuế, nghĩa là làm đủ mọi việc hết, thì con của họ mỗi ngày đều phải bố mẹ chạy vắt giò lên cổ để tìm sữa cho con mình. Đó là một cái điều thật là chua xót quá, thưa quý vị. Và thưa quý vị, bản tin vừa qua đã kết thúc chương trình hôm nay. Phương Thanh cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mời quý vị bấm vào nút subscribe và nhấn chuông để có thể tiếp nhận những chương trình mới. Phương Thanh cầu chúc quý vị một đêm ngủ thật bình an và xin kính chào tạm biệt quý vị.